Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị đăng chị hỏi liệu còn nhung nhớ Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã có câu trả lời đầy xót xa. Sau khi ly hôn, mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận được sự quan tâm không chỉ của khán giả mà còn cả đồng nghiệp xung quanh. 5 tháng sau khi ly hôn, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong vẫn liên tục bị réo tên trên truyền thông Trên mạng xã hội vẫn còn rất đông người hâm mộ chia sẻ Họ mong cặp đôi có thể trở về bên nhau 1001 tin đồn về hai nhân vật chính khiến cho netizen dành sự quan tâm đặc biệt tới những lời chia sẻ của cặp đôi trước truyền thông Trang quyết quy ngày 25 tháng 9 có bài viết chia sẻ về việc Triệu Lệ Dĩnh tới tham dự chương trình nhà hàng Trung Hoa và có gặp gỡ trò chuyện với Ninh Tịnh, đàn chị nổi tiếng với tính cách thẳng thắn và từng có một lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên này bất ngờ hỏi đàn em, vẫn chưa quên được Phùng Thiệu Phong phải không? Không thể ngờ được rằng Triệu Lệ Dĩnh trả lời lý do mình đến nhà hoàng Trung Hoa vì muốn mang vết thương lòng đến đây. Bài viết gây xôn xao trên trang Quy, Quy. Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người xót xa, nàng sam sam ngẹn ngào, không thể nói trực tiếp được nữa. Lúc này mọi người xung quanh đều rất cảm thấy thương thay cho nữ diễn viên. Sau đó Huỳnh Hiệu Minh tìm cách làm dịu bầu không khí bằng cách đồ vui. Cô ấy muốn ăn hết tất cả những vết thương đó. Lúc này Triệu Lệ Dĩnh quay trở lại tâm trạng bình thường và trả lời em đến đây là để chữa lành đau khổ của chính mình có thể nói, rất nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối khi cặp đôi Phong Dĩnh quyết định ly hôn. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đang cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn từ độ vợ hôn nhân, kiên cường lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp riêng, có lẽ nàng sam sam muốn dành hết thời gian hơn cho bản thân thay vì cuốn vào chuyện tình mới. Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên làm điều này với một người đàn ông, lại còn vào đúng dịp trung thu. Trong chính đêm hội Trung thu tổ chức vào tối ngày 21 tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người bất ngờ khi có hành động cực kỳ thân mật với một người đàn ông. Trên Weibo của người này, bức ảnh selfie của cả hai được viết với lời nhắn: "Tết đoàn viên 2021, chúc mọi người Trung thu vui vẻ, cùng người nhà và bạn bè đón Tết hạnh phúc nhé." Trong hình Triệu Lệ Dĩnh rạng rỡ cười tươi khoe nhan sắc ngọt ngào, không quên giơ hai tay chữ V tạo dáng. Trong khi đó, người đàn ông bên cạnh cũng vui tươi không hề kém. Cả hai quả thật khiến ai cũng phải tò mò về mối quan hệ thật sự. Có thể nói đây là người đàn ông đầu tiên có bức ảnh selfie hành động thân mật với Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn. Theo Trang Quy Quy, đây chính là nam diễn viên Đinh Tự Tuấn, một đồng nghiệp vô cùng thân thiết của mỹ nhân họ Triệu. Cả hai từng có dịp hợp tác trong hai bộ phim là Bí mật của người vợ và Truy ngư truyền kỳ. Nam diễn viên cũng từng công khai bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài đời, Đinh Tự Tuấn đã kết hôn và có cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Nam diễn viên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp cũ, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh. Sự kiện trung thu diễn ra vào tối ngày 21 tháng 9 chính là cơ hội hiếm hoi mà cả hai người có thể hội ngộ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo